Chào cả nhà, hôm nay chúng ta có hình ảnh mới về tiến độ dự án cầu Nam Lý thay thế cho cầu cống đập Rạch Chiếc. Theo thông tin từ chủ đầu tư, về mặt bằng thì đã giải phóng gần 100%. Nhà thầu đang thi công trụ mới gần bờ Rạch Chiếc, đặc biệt là một phần cầu cống đập Rạch Chiếc đã được phá bỏ, chuẩn bị thiết lập luồng giao thông mới cho khu vực này. Giờ thì mời cả nhà cùng xem. Cầu Nam Lý có tổng chiều dài là 750m. Phần cầu xây dựng mới bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu là dài 449m. Mặt cầu rộng 20m. Về phần đường dẫn của hai bên thì được giải phóng rộng từ 30 đến gần 40m, bao gồm cả vỉa hè và đường gom. Dự án cầu Nam Lý có tổng mức đầu tư là 919 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 423 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 403 tỷ, phần còn lại là các chi phí khác.